đấy đấy đấy. Nghe gì chưa? Ui, tụt cấu, ui tụt. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Rất vui được gặp lại mọi người trong video câu lươn của mình ngày hôm nay. Tập trước mình có đi câu lươn khủng mọi người ơi. Nói chung có ruộng, có khủng. Nhưng mà may thay là câu rất nhiều lươn to. Rất là hy vọng rằng video hôm nay sẽ tiếp tục cuộc hành trình săn lươn khủng. Thì như mọi người biết đấy, đến hiện tại bây giờ là lươn nó vẫn chưa đẻ luôn đấy. Mình đi nốt hôm nay xong ngày mai, ngày kia mình đi ra, mình để xem hiện tại bây giờ là lươn nó ở ruộng nó có hiện tượng đẻ chưa. Chắc chắn là đợt này là nó khả năng đẻ rất lớn này, nó làm tổ mới này. Đấy, hôm nay đã là ngày mùng 7 rồi, mùng 6 rồi. Ngày mùng 6 rồi đấy mọi người ơi. Mùng 6 tháng 3 rồi, gần giữa tháng đến nơi rồi. Rồi, mình cũng không muốn rằng là anh em phải đợi lâu nữa. Bây giờ mình đi kiếm ở ao hồ, kiếm được hang to mình sẽ quay cho mọi người cùng xem luôn. Chắc chắn hôm nay là có lươn to đấy. Và mọi người nhớ đăng ký bấm like nhé, để xem mình săn con lươn khủng nhất Việt Nam. Hiện tại bây giờ là có ý định trong đầu là có nhiều địa điểm, địa hình rất là lâu năm ấy, mình chưa đến đấy bao giờ. Nhưng mà cái số lượng của con lươn này là nó cực kỳ ít nhá. Những điểm này là nó rất ít. Nhưng khả năng là mình, nếu mà mình quay được ấy, chắc chắn là có. Nhưng mà mình sợ rằng là sẽ bị mõm là phần nhiều. Vì nếu mà có là có lươn khủng luôn ấy, còn không có là mõm. Hy vọng mọi người đón xem cuộc hành trình săn lươn khủng của mình nhé. Bây giờ mình xin phép đi. Ủa ăn rồi. Nhỏ lắm mọi người ơi, nhỏ. Rồi mình thả này, nhỏ tí. Rồi mình thả nhá. Không bắt đâu. Chuột nó đau à. Được đấy. Con này mà có lươn ở là to lắm. Cái hang này mà ăn là con to đấy, không phải thôi. Ui, nhà ở đâu cũng mắc, vẫn mắc. Ui, nhà thật. Ui, đeo con run rồi. Để đặt cái mẹ. Ui, run tay quá. Ui, hàng này to mà ăn nó run tay lắm. Xem nó có lên không? Dùng tay thế.
bên trên này luôn. Cái nó ăn lên đấy. Đấy đấy đấy. Nghe gì chưa? Ui, ui tụt 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 cấu, ui tụt tụt. Tay. Ui. 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 Ui, ui khổ quá. Ôi khủng lắm. Ui nó bị một tụt tay luôn. Ui cực lắm. Ai không lên nổi, mặc cái gì đâu, hay là nó đang cố giữ, khổ quá nhỉ, đặt cái máy đâu chứ. Mình cố đặt cái máy qua đây tí nhá, ở nhà tí nhá. Ui vào. Ngoài tay đấy. Tay không kéo nổi nó đâu. Cái dây cước nó khổ kéo. Uầy. Con này lớn. Xong cuộn cuộn lên nhỉ. Ôi cái đầu tay. Ôi đặt cứng ha. Ôi ôi. Ui lên dần rồi. Ui lên được một khúc. Xong rồi nó lại kéo xuống một khúc. Kẹo đây nổi. Kẹo vào. Ui ui nó lại vào tụt cấu. Ui vào nhiều thế. Trời ơi hàng khủng quá. Mọc hàng thôi cả nhà ơi. Bám chặt quá. Không vào được. Không ra được.
ngoài đất cứng. Ôi rỉ cây này, ôi không ra được, mất được, khả năng mất rất cao. Ôi, chịu khổ ăn lưỡi vậy. Sâu quá đâu, kẹo vào sâu quá, còn thêm vòng nữa. Ủa, ai không thấy hàng đâu, sợ thật. Sao bây giờ cả nhà, có cách nào nghĩ ra vì thế nhỉ? Như làm nào? Đây thì mắc thôi, mắc bên này vậy. Đuổi người mấy này chứ, mắc được. Cả nhà, ngồi bên này nhìn ngược nhé. Không biết cách nào luôn. Hy vọng móc được ở đây. Ui, chạm nổ đây rồi. Ui, nó to. Ui, ui nó là kéo xuống. Ui, bắt luôn, bắt luôn. Bắt luôn ở nhà ơi. Ui. Ui nó to, ui nó to, ui ui mất mất, ui ui, ui nó lên lạc được bên này, ui nó lên bên này, ui nó không chịu lên, có con mắc ở đây, ui mắc bên này kẹo nó đầy nó quá. Đẩy nó quá. Ôi ôi. Ui. Ui. Ui thôi mẹ ơi. Mẹ cha ơi. Ui mẹ cha ơi. Ui con gì đây. Gì đây. Ui nộm cả tay này. Ui. Ui là con lươn. Ui mẹ cha ơi. Ui. Ui cả nhà mình ơi. Ui không có bờ để lên nữa chứ. Ui cả nhà ơi. Được chưa cả nhà? Nhìn rõ chưa hả? Mình sẽ nát xử lý con này. Rất là vất vả. Ui. Ui con gì đây? Con gì đây? Mệt rồi, nó ư ghê rồi. Khủng nhất Việt Nam chưa? Ôi con này là về núi rồi. Nó đưa người luôn. Con này không thịt được. Con này là phải núi vì nó to quá. Thank you.
luôn. Trời ơi là nó to. Bây giờ mình tiếp tục cả nhà ơi. Tiếp tục. Ui run tay, mệt bắn hết người với nó. Quên kiểm tra lại cái lưỡi câu. Ngoài không xin gì nó luôn này. Vẫn là lưỡi một phân của mình này. Wow. Tuyệt vời cả nhà. Anh nặng rồi, ui nặng rồi, ui nhỏ quá, thôi thả hơn lần rưỡi thôi, lần rưỡi thôi, hơn lạng thôi. Hôm nay con to quá rồi, con này phụng sinh con này cũng được. Ui đoạn sâu quá cả nhà ơi. Mắc luôn. Con này mình bắt. Con này sâu quá rồi, khởi hẳn là chết. Ui nó ăn sâu thế. Con này được, con này to, khá. Ui ui, vừa quá. Có anh em bảo là tại sao không quay những con sẩy, bảo mình có mấy khi câu con sẩy, mấy khi nó sẩy đâu. Thế là có thì mình quay hết chứ, giấu làm gì, ít khi sẩy quá. Đấy lưỡi to mà con này vẫn mắc này. Con này tầm khoảng được 2 lạng. Có sẩy sẩy phát đầu, hoặc thứ hai là mình bắt ngay. Rồi xin mời cả nhà tiếp tục cùng mình nhé, đi kiếm một con to 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 nữa đi, không gọi cả nhà nhìn thì hang là khiếp. Cả nhà đoạn xem con này 100g nhá, nếu không ăn thì mình cũng quay cho cả nhà cùng xem. Có hơi khu mình có móc ra này. Đây hàng này. Đây. Hàng bên này là nó đi xuống dưới áo này. Mình xem nhé.
không chịu ăn, sợ thật. Cho vào sâu thế cũng không ăn. Câu cả luôn cả dây mây vào sâu thế mà không ăn. Tiếc quá nhỉ. Thôi được rồi, để bữa khác mình không. Lặp lại. Uầy, xa quá, khổ, khổ với. Đây cái hàng gì mà tôi nói thật chứ, cái hàng này nhìn này, quay là nó to, nhìn thấy là thì mê rồi. Dọn tí cho nó sạch. Nhập cái hàng này to thế. Ôi sâu thế. Đây nó có to hay nhỏ đi chăng nữa, nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì mình thấy cái hang đã thấy sướng rồi. Nó rộng quá, cho câu vào cũng khó. Ăn rồi. Ăn rồi cả nhà ơi. Ngon. Xem nào. Rồi, được rồi. Có thể nhìn rõ rồi. Xem nó to không. Ôi. Ui nặng. Khủng rồi. Ui, nhìn to quá. Ôi với à. Ui. Không biết mắc là chặt chưa, sợ thế. Ui rồi, bịt rồi cả nhà. Ui thôi, ui thôi, ui thôi, thôi. Ui đi lên để kia dây mấy xem. Ui gì sống sống. Không biết nó còn ăn lại không. Ôi run tay quá. Ôi run tay thế. Vì lấy là lớn to. Ui. Đứt mồm rồi. Ui ơi, ăn rồi. Ăn thiệt mấy rồi. Là xong. Ui. Ui là nặng. Ui, cái mấy nó kiểu lực như này. Ui, biệt cái.
hồi sống hãy cá dây mây cả dây cước điện mệnh sống chạy nó muốn nổi lắm. Chán thật chứ. Khổ quá cả nhà ơi, mấy điện thoại nó hết pin rồi. Hết pin. Bây giờ phải quay bằng điện thoại đây. Vậy hàng to quá. Nếu mà nó ăn nó không kéo được ấy. Không quay được ấy. Ui ăn thật, trời ơi. Dở hơn là gì. Ui. Ui biệt ngay. Trời ơi chứ làm nào. Đặt được mấy. Hay là bữa khả câu nhỉ. Giờ mình nói mà cô câu mắc ấy không quay được đâu. Quay được là mất lươn ấy. Con này nó to lắm. Ui thì chưa nó ăn luôn này. Ui. Ui. Ui đây. Im mắc ui. Ui, nó chạy đuôi. Ui, bằng điện thoại này chứ sợ chạy thế. Ui, nặng. Ui, hay là mình bắt lên rồi. Quay cho cả nhà cùng xem nhờ. Chứ làm nào. Ui, nặng lắm. Ui. Nếu không thì lại chảy. Thằng hiểu quá đi mất rồi. Bây giờ xem có đặt được mấy không. Úi chảy. Mình không bắt là chảy mất. Để vào ống quần này xem. Nhà ơi buồn quá ghê. Không biết nó hí hữu quá rồi. Đùa chứ mình bắt được rồi cả nhà. Con này to lắm. Mình để trong này thôi. Eo ơi. Chứ không là mình mất ngay. Thôi bây giờ khả năng là mình phải về thôi. Chứ không có mấy để quay đâu. Thôi để bữa khác qua mình câu con sẩy kia với cái hang không ăn kia luôn. Về kia rồi mình sạc pin rồi mình quay cho cả nhà cùng xem con to này được bao nhiêu. Một con vừa này cũng to lắm. Rồi cả nhà ơi. Ôi hi hữu quá. Mày nó hết pin. Khổ. Thì không là mình cũng câu và mình quay thêm được một lúc nữa nhưng mà về sớm quá. Về có 1 giờ. Mấy tự nhiên làm sao cầm còn 2 cục pin mà quên sạc cái sao. Thì pin mất. Thế hôm nay xui. Xảy mất một con. Một con to, một con không ăn. Nói chung là lươn đẩy con to. Mình cảm nhận là lươn nó to. Con nào con đẩy nó to. Con nào nó nhỏ thì nó nhỏ hẳn. Thì bây giờ mình đổ ra luôn. Trời nhà ơi, nhìn con lươn này. Trời ơi. Bóc ôn ốc. Đây là con này là mình vừa câu xong này. Mà không quay được cho cả nhà này. Đấy. Ừ. Xem được mà, xem cá. Kinh chưa, con lươn kinh chưa cả nhà ơi. Ui, nó to. Hai con này thì nhỏ.
Đúng là kênh câu lươn khủng Việt Nam thế cả nhà này. Con này được 4 lần 2 thôi. Con này 4 lần 2 nhá. Giật mình cứ tưởng là sậu lần 2 rồi chứ. Con này kinh khủng này. Eo ơi, nó to. Con này nó to lắm ý. Ôi không biết cái con sẩy này nó to như nào, nhưng mà mình cảm nhận là ui nặng. Vừa kẹo nặng lắm. 1 ký 2 tức là con này 8 lần 2. 8 lần 2. Đây lâu lắm được con 8 lần 2 đấy cả nhà này. Mình không 8 lần 2 đấy. Ui chưa được con trên ký nhỉ. Kiểu đang muốn kiếm con khủng nhất Việt Nam đấy mà chưa được đấy. Có mấy hang to lắm, nhưng mà hy vọng là lần sau mình quay lại là ok hơn. Con này 8 lần 2. 820 gram. Đây, tổng tất cả thì chắc là cũng được mấy đấy, xem nào. Có ấy một điểm. Ôn rồi đấy. Một cân 72 cho 1 cân 7, tức là còn cân rưỡi, được cân rưỡi. Một cân rưỡi đó. Ôi, thôi đây, mình để vào đây. Đấy, con này mới là khủng cả nhà này. 8 lần 2 này, khủng này. Ui, nó kẹo kinh, phải móc hang, sợ thật. Mình cũng xin cảm ơn và tạm biệt mọi người ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video của mình sau. Video sau là mình đi kiểm tra lươn đồng cả nhà ơi. Xem nó đẻ chưa. Ôi, thôi xuống cống nhỉ. Ôi, con này to thế mà có 8 lần 2 nhỉ. Ôi. 8 lần 2 thôi. Thôi để mình tắt máy xong thì mình cân lại xem có đúng 8 lần 2 không. Có gấp đôi con này cơ. À đúng rồi, gấp đôi thì con kia 4 lần 2, con này 8 lần 2. Đấy. Nó to gấp đôi, sợ thật. Bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, hôm nay anh em bảo là lâu quay lên sẩy, đúng hôm nay thật sự sẩy luôn. Vì thế cả cước cả mây, do nó cái mây nó ở cái cước là nó ăn nó đứt. Nó đứt phạt trước rồi, xem là nó nhát rồi. Nó nhát quả thứ hai rồi. Thì quả thứ hai nó ăn rất là nông, xem là chắc là đứt mồm rồi. Đứt mồm nhẹ thôi. Khi nào mình quay lại mình kiểm tra nó xem mọi người nhé.